Và cuối cùng, sau khi vượt qua hết những khó khăn và thử thách đó, bằng sự cố gắng của mình thì chị cũng đã có thể trở thành giám đốc công nghệ của công ty DP như ngày hôm nay đó. Cũng cảm ơn Kiều vì đã chia sẻ quá trình thành công của mình ngày hôm nay. Không biết ở dưới có các bạn nào có câu hỏi nữa không ạ? Mời em. Dạ, em thấy chị thành công như vậy á, không biết là chị có người yêu chưa dạ? Tại em thấy mến chị á. Kiều có ngại chia sẻ về vấn đề này không? Dạ không sao. Thật ra thì chị cũng có một mối tình, nhưng mà có thể gọi là tình đơn phương. Tôi có một cậu bạn rất thân tên là Trần. Không, không phải nhóc này nha. Không đáng hiếp Kiều. Thì sao? Đây mới là Trần của tôi nè. Và cứ thế, chúng ta cùng nhau lớn lên. Lấy bánh nó, lấy bánh nó, lấy bánh nó, lấy bánh nó. Mày có chắc chưa vậy? Trời ơi, tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó. Dạ. Tôi không có kiếm Phụng. Ba mẹ Phụng có ở nhà không? Kiếm ba mẹ tôi chi á? Tôi có chuyện cần nói với ba mẹ Phụng. Mà là chuyện gì? Chuyện là tôi rất là thích Phụng. Tôi muốn Phụng làm bạn gái của tôi. Nhưng mà tôi là một người rất là tinh tế và nghiêm túc trong tình yêu, cho nên tôi muốn nói chuyện với ba mẹ Phụng. Khờ quá à, thích tôi thì tặng quà, nói với tôi được rồi, làm gì chi mất công không? Gì vậy? Nghĩ gì vậy? Đây là quà tôi đem qua tặng cho ba mẹ Phụng mà. Còn Phụng bây giờ chưa có nói chuyện với tôi được đâu. Phụng hãy im đi, đi vô trong kêu ba mẹ ra đây nói chuyện với tôi, lẹ đi. Đồ điên. Ê. Tại sao Phụng lại không thích tao? Tại vì Phụng không có mắt nhìn người. Đúng vậy. Nếu Phụng không thích mày thì thôi, tao không thích Phụng nữa. Cảm ơn mày nghe. Trần rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy mà Trần không biết được là tôi đã thích Trần từ lâu. Gì vậy? Tập dưỡng sinh hả? Mày la mày lớn mày. Ủa, rồi chị có tỏ tình với ảnh không? Thật ra thì chị không có định nói ra đâu, bởi vì chị sợ là nếu mình nói ra người ta không đồng ý á thì mình sẽ mất đi cái tình bạn này. Nhưng mà cho đến một ngày. Ê, tụi bay xác định thi ngành gì chưa? Tao hả? Tao định học bác sĩ. Thôi vậy ngon luôn, mai mốt đâu mà bệnh á là có người chữa miễn phí cho tao rồi. Mày nôn bị bệnh luôn hả? Ê, rồi con mày sao? Mày định học ngành gì? À, ta tính thi vô ngành này mà sợ không đủ điểm. Trời ơi, chưa thi mà sợ gì, phải cố gắng tự tin lên chứ. Đúng rồi đó, học tài thi phận, biết đâu hên mày đậu sao. Ừ, đúng rồi. Ủa mà mày định thi gì vậy? Tiếp với hàng không. Mày sợ là đúng rồi đó, rất đúng luôn á. Ê, không hay mày thử mày suy nghĩ sang mấy cái ngành tương tự, ví dụ như là tiếp thị hay là tiếp tân gì á, tao thấy nó hợp hơn á. Thiệt, tao nói thiệt bộ. Nè, trà sữa ít đướng không bèo của mày á. Ê trà, còn mày định thi ngành gì? Tao hả? Tao thì thích công nghệ thông tin rồi đó, mà giờ không biết học trường nào nè, sợ không đủ điểm. Cái này là tao có thể giúp cho mày nha. Bây giờ là mày chỉ cần truy cập vào trang web là Kuningan, sau đó là điền điểm của mày, rồi sau đó mày biết thứ hạng. Xong á là mày sẽ biết được là mày học top nào, rồi có khả năng gọi là đậu hay không. Đã vậy ba. Ừ. Ê, đâu rồi, coi. Đây, để tao tí. Nè. Bây giờ á, mày chỉ cần là nhập thông tin của mày vô, rồi nhập điểm năm lớp 11 với điểm của học kỳ 1 năm lớp 12 là ok luôn đó. Ôi, tao nằm trong top 40 luôn mày.
Vậy là mày có thể là nộp hồ sơ vào trường đại học FPT rồi đó. Trường đại học FPT là nổi tiếng mấy cái ngành mà công nghệ mà mày thích đó. Ê, tính đã quét này hay ha. Tụi mình tự lượng sức nè, mà không sợ trường nguyện vọng một nữa. Ê, tụi mình cùng điền thông tin với nhau đi rồi biết đâu tụi mình được học chung rồi sao. Đúng rồi. Ê, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ủa, hồi nãy mày kêu học bác sĩ mà. Hả? Thì bác sĩ máy tính. Cái ngành mà sửa chữa máy tính á, người ta gọi là bác sĩ máy tính. À, nhỏ này đúng man luôn á. Tính tình nó man rồi mà giờ hết cái ngành cũng đàn ông nữa. Rồi, bạn thân tôi mà. Nè, à, tính ra nó còn thiếu bạn gái á thôi á, đúng bạn hả? Hả? Mày tào lao gì vậy? Mày nói vậy với muốn tao không có bồ, coi chừng tao. Coi chừng sao? Hả? Coi chừng là coi chừng gì? Coi chừng tao bóng mày vậy. Ê, nhìn hai đứa bay xứng đôi lắm nha. Xấu điều. Ký đầu mày bây giờ. Nó xấu với tao. Mày bắt chước tao nữa. Sao mày cứ nhái của tao rồi vậy? Ê, tao thấy hai tụi mày chơi thân với nhau, có khi nào lớn lên cưới nhau không? Xàm nữa. Vậy tao sao cưới nó? Đúng rồi. Bây giờ tụi mày cứ tưởng tượng cái cảnh nha. À, đó, khúc này tao nắm tay đó nè. Rồi mới tới cái khúc lãng mạn ha, môi chạm môi nè. Nói là anh yêu em. Mày nhìn coi rồi sao đám cưới được. Rồi cứ đứng cho nó xì hoài hả? Bị tầm bạ không à. Nhắc cưới mới nhớ. Thiệp của hai tụi mày nè. Gì ba? Nhớ đến giữa đám cưới tao nha. Vậy cưới sớm vậy? Thì truyền thống gia đình tao đủ tuổi là lấy vợ rồi. Nên tốt nghiệp xong má tao gả tao luôn. Ê mà tính ra tốt nghiệp xong mày mới 18 tuổi chứ sao mà đủ. Hồi nhỏ tao ở lại lớp 2 năm lận. Nên tốt nghiệp là tao tròn 20 rồi. Phận trai 12 bến nước. Không biết mẹ tao gả tao cho ai nữa. Ê, tính ra tội nghiệp nói ngoại. Mày sẽ không được trải qua cái mối tình thời sinh viên lãng mạn nào cả. Thật là phí tuổi thanh xuân. Đỡ hơn mày. Học xong đại học chứ chắc đã có bồ nữa. Ê, nói vậy là sao bạn? Thì mày nổi tiếng, tán gái ngu nhất trường mà đúng không? Ai chả đúng, biết đúng. Vừa xấu mà vừa vô duyên nữa, ai mà chịu. Ê, thằng Trần á, từ hồi học cấp 1 nè, cấp 2 nè, cấp 3 nè, nó có quen được ai đâu. Mà còn đòi lấy đại học, quen cô gái đủ. Ai nói với tụi bay là tao không có bồ được vậy? Chẳng qua là tao không muốn thôi. Vậy mày dám cái giùm tao không đó? Cái gì? Bây giờ nếu như học hết năm nhất đại học mà mày chưa có bồ á, thì mày sẽ chịu hình phạt của tụi tao. Ờ, thì bắt quá dẫn tụi mày đi ăn chầu đúng không? Thôi, nhẹ nhẹ lắm. Nếu mà mày thua á, thì mày sẽ cầm bảng ghi chữ: tôi vừa xấu, vừa vô duyên, nên bị ế đi vòng quanh sân trường, chơi không? Trời, dám chơi không? Úi, xàm quá, mắc gì cá cược tụi bay. Ờ, đúng rồi, cá chi. Cái kèo này mày cá là mày thua chắc rồi hả? Chó này. Vậy ví dụ giờ tao thắng thì sao? Thì đám tụi tao sẽ bám mày làm sư phụ. Mày kêu cái gì tụi tao sẽ làm cái đó. Ai thèm. Không thèm mới là không dám. Thôi nhóc dám chơi. Đúng rồi. Mặt nó mà ai mà chịu mà dám chơi. Gây ghê. Tại gì? Chơi đi Trần. Nếu mà tới lúc đó mày không tán được ai á, thì tao hy sinh làm bồ mày luôn. Ê chơi kỵ bạn. Hai bạn là bạn thân mà giờ. Ủa? Bạn thân yêu nhau không được không mày? Hả? Hả? Cảm ơn mày Kiều. Mày yên tâm đi. Tao chắc chắn sẽ không phải yêu mày đâu. Kèo này tao thắng chắc cho mày coi. Ok. Chốt. Tao cũng sợ tụi mày à. Chắc tao sợ tụi mày. Chơi bạn. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay nó có một thông báo gửi đến lớp của mình. Nó là sau thời gian mà nó khảo sát thì trong lớp chúng ta hiện tại có 13 bạn nam là đang độc thân và 9 bạn nữ cũng chưa có quen ai hết. Nên là nó thấy là trong lớp mình đó cũng có một số bạn là đang thích nhau nhưng mà không có dám nói. Nhưng mà nếu nó không nói thì ai nói đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng đã học tới còn có năm cuối cấp 3 thôi à. Các bạn hãy tự tin lên giống như Nơ vậy nè. Nếu mà bạn nào thích Nơ, thấy Nơ hợp gu thì các bạn hãy tự tin, mạnh dạn lên tỏ tình với Nơ nha. Ê tụi bay, tao nghĩ là tao không cần lên tới đại học mới có bồ. Ê, gì mày định tỏ tình đó hả? Của Nơ á.
chứ sao. Nó cũng đơn giản vậy. Nó cũng không cần một bạn trai phải thiệt là xoái ca, không cần đẹp trai. Nó chỉ cần một bạn trai thiệt là mạnh mẽ, với lại phải biết tập võ, và đặc biệt là phải có mái tóc thiệt là dài. Trời ơi. Thôi, nè, tôi nói cho mày nghe. Mấy cái đứa vậy nó lo học không à, nó không có biết làm gì đâu. Gù tao. Thôi, mấy cái con bánh bèo này nó làm toàn mấy cái chuyện rồi cu te phô mai que không à mày ơi, không có. Tao càng thích nữa. Ê, chào Nơ. Nơ mệt mỏi lắm rồi đúng không? Ủa, gì vậy? Tại vì mình biết Nơ đã đi tìm mình mười mấy năm nay, bây giờ mỏi chân rồi. Nơ hãy đứng đây, mình sẵn sàng chấp nhận Nơ là bạn gái của mình, cho nên Nơ cứ yên tâm nha. Mày bị điên hả? Sao điên? Tôi nói thích á, là không phải ai tôi cũng thích nha. Tại vì nãy Nơ nói ví dụ mà nè, biết võ nè, rồi tóc dài nữa, tôi có thiếu gì đâu, sai gì. Thì đúng rồi, thì tóc dài với tập võ là gu tôi. Nhưng mà người tập võ vậy á thì cũng phải có người này người kia. Còn riêng cậu á, vừa xấu vừa vô duyên á, có chó nó mới mời. Xuống. Không có cơ hội nào luôn hả? Tốc độ ơi. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ không để Trần tán tỉnh được bất kỳ cô gái nào hết. Còn đây là khu vực thư viện của trường. Ở đây các em có thể đọc sách nè, làm bài và học nhóm. Trời ơi, công nhận trường mình chỗ nào cũng đẹp mày. Cô giáo cũng đẹp, mấy đứa bạn nữ cũng đẹp. Cô, tụi em cảm ơn cô nha, cô nhiệt tình quá. Có gì đâu. À, còn điều này không biết các em biết chưa ha, đó là đa phần giáo án của trường đều bằng tiếng Anh. Cho nên sau khi các em tốt nghiệp tại trường á, thì trình độ tiếng Anh của các em sẽ rất tốt. Tuy nhiên các em yên tâm nha, nếu như trình độ tiếng Anh của các em chưa đủ yêu cầu á, thì các em sẽ được tham gia vào chương trình tiếng Anh dự bị của trường, cho tới khi nào mình đạt đủ yêu cầu để mà tham gia vào chương trình chính quy. Dạ, cái này em cũng có nghe nói rồi cô. À, vậy thì tốt rồi. À, bên cạnh đó thì trường mình có rất là nhiều câu lạc bộ khác nhau, cho các em lựa chọn phù hợp với sở thích và năng khiếu của mình đó. Thôi, bây giờ các bạn cứ tự do tham quan trường đi nha, cô đi trước. Nếu như mà còn gì thắc mắc á, thì các em cứ hỏi các bạn khác hoặc là thầy cô trong trường. Dạ. Mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ các em. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Ê, đang mát. Đẹp, mà trường đẹp ha, rộng, thoải mái luôn. Giờ mình bạn ngủ ơi, đây. Bạn cho mình hỏi là nhà vệ sinh nằm đâu vậy? Nãy giờ mình đi tìm mà không thấy. Ở ngoài kia. Đi thẳng về phải. Cảm ơn nha. Mình mày, bạn ê, ê, đi vô đây đọc sách. Bạn tên nha. Ê, trường này lớp học này cũng đẹp mày. Đẹp sao bằng tao được, khủng quá. Ủa mà sao mày gì tính ra mày tiếng Anh mày giỏi hơn tao, sao mày học vô học chung tao được? Tại hôm bữa thi đầu vào tao bị thiếu 0.5 điểm. Gì? Là tính sai có một câu luôn hả? Xui cái gì? Xui thiệt. Phải xui không? Hay là... Là gì? Do mày ngu á, mới học chung với tao. Mày ngu á, mày nói tao ngu đi, mai mốt đừng có hỏi bài tao à. Ê, bậy quá, bạn mà chú cố cho mình chứ. giúp đỡ nghe. Giúp đỡ? Morning class. Cô sẽ tự giới thiệu, cô là Hiền. Hôm nay cô sẽ phụ trách lớp chúng ta. Rất vui được gặp các em. Mời em ngồi. Thì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau á, thì cô muốn chúng ta cùng nhau trò chuyện một vài câu để cô có thể hiểu hơn về khả năng của từng bạn á. Bây giờ từng bạn sẽ đứng lên nói một vài câu tiếng Anh với bạn bên cạnh thôi. Cô mời hai bạn nha.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Hay hay ha. Mời hai bạn tiếp theo. À, đó mày ha. À, nói gì ta? I love you. Dog. Hay quá. Ở nghỉ nha. Dùng nước. Uống nước nè. Cứ kêu. À, chạy cua cằn luôn á. Thôi. Nào mày. Ok. Ừ. Thôi, cái tướng ông nhát ông nghèo vậy mà chạy nhanh dữ chậu. Ờ, mới chạy nhanh chứ mày. Ê, bữa nào chúng ta vô đá chung ngứa giờ quá à. Bà mà đá cái gì. Ê, tụi mày coi thường nó rồi đó. Xưa đá banh tao à, nó bàn kia gãy giò luôn á giận. Ai mà nghe nói ông có học võ nữa không? Ờ, tôi cũng biết chút chút à. Đang định vô câu lạc bộ võ luôn nè mà không biết sao. Trời, nói tôi sớm. Tôi có con bạn cũng sinh hoạt cho nó lâu lắm rồi á. Bữa nào tôi giới thiệu cho. Thiệt không? Thiệt. Ừ, cảm ơn trước nha. Ê, nói kìa. Tiên ơi. Vô đây. Vô đây. Tao bị yêu á. Say nắng quá trời luôn rồi. Mày đứng ngoài nắng không say nắng mới lạ đó. Ê, hình như tao có mục tiêu để theo đuổi rồi đó kìa. Thôi, không có được đâu. Nhỏ đó vừa cao vừa đẹp nữa, không có xứng với mày đâu. Xứng quá trời luôn chứ. Xứng quá trời luôn. Ê, Trần. Những động tác nãy giờ cô đã dạy, các bạn nhớ hết chưa? Dạ, nhớ. Rồi, được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập đối kháng với nhau. Các em chọn bạn để tập với nhau nha. Dạ. Cô ơi, cho em tập chung với bạn em nha, hai đứa em chưa thân dễ tập. À, không có, em... Đi. Được, để hai em ở đây tập nha. Dạ. Em... Quá đáng. Em... Tuyết, tại em đợi tí nữa Giang và em tập với Giang ha. Dạ. Mẹ, vô đánh. Vô tập đàng hoàng với mày nghiêm túc lên coi. Rồi, giờ đấm trái đấm phải đá đúng không? Ừ. Rồi, tập đàng hoàng nha. Nè, đấm trái nè, đấm phải nè, chụp tay. Rồi, ê, cái gì vậy? Đá là mày đá thẳng vô chân trái hoặc chân phải đâu. Ba bốn lần cũng sai quá. Tập lần đầu luôn á. Ờ, tại mày không tập trung. Rồi biết rồi, vô nè. Đánh đàng hoàng nghiêm túc vô, chắc vô. Nè, đấm trái nè, đấm phải nè. Rồi, chụp tay. Đó, nữa rồi. Kêu rồi. Xin lỗi, tôi quên. À, mà tôi tập với mày không biết chừng nào mới lên đai luôn á. Cô ơi, đổi người đi cô. Ê, sao em? Cô, em và bạn Kiều có tập cùng nhau. Nhưng bạn Kiều đánh dở quá, em thì không đủ sức để mà kèm cặp bạn Kiều. Cho nên là em mong cô hãy cho một bạn có đủ sức để kèm bạn Kiều ạ. À. À, vậy Tuyết, em qua kèm kèm cô nha. Ê, dạ không được cô, dạ, bạn Tuyết sẽ không đủ khả năng kèm bạn Kiều đâu cô. Bạn Kiều bạo lực lắm, đánh cần phải chắc với bạn này. Dạ, phải chắc với bạn này. Đang tập mà. Giúp bạn Kiều nha, cảm ơn bạn. Dạ, em xin phép được mời bạn Tuyết kèm em, dạ em cảm ơn cô, dạ. Ờ, và hai tập nha. Dạ. Công nhận tụi mình có duyên rồi Tiết ha. Đừng có nói nhiều, tập đi. Hai. Trái tim của tôi vỡ mà. Bớt giở trò lại. Con trai mấy người coi thường tụi tôi quá rồi đó. À, không phải, không phải.
không phải coi thường mà. Tại tôi không có đánh phụ nữ được, nhất là phụ nữ đẹp như Tuyết gì đó. Không đánh được thì ăn đòn. Hả? Đánh thiệt hả? Trời ơi, Tuyết hơn quá. Ê trời, với này thì không có như ở trên nha. Ê, Tuyết có rảnh không, muốn cà phê với mình nha. Thắng luôn đi rồi đó chị. Được. Dễ uống cà phê rồi nha. Tao hẹn được Tuyết đi chơi đó mày, ghê không nha. Nó nói vậy thôi chứ chắc gì nó tới bữa hẹn đâu cho mày leo cây đó con. Người ta diện để nói dối tao khùng quá. Ê mà giúp tao cái này cái. Nói rồi nghe, mốt tôi đi đá banh tôi rủ theo rồi đi đó nghe. Đã nói người ta không có chơi đá banh rồi mà cứ rủ đi đá banh hoài. Trời nhưng mà Tuyết đá tốt lắm chứ bộ, nhớ không, sáng Tuyết đá tôi đó. Mà nhắc đá mới nhớ, công nhận Trần ra đòn chuẩn lắm nha, ấn tượng lắm đó. Ấn tượng sao bằng Tuyết, đó giờ tôi đánh người ta là người ta đánh ngược lại tôi không à. Tôi không biết sao tôi đánh Tuyết xong cái được đi chơi với Tuyết luôn. Vui quá. Tại vì trước giờ tôi đánh với mấy thứ con trai khác toàn là nhường nhường không à, tôi ghét lắm. Đánh võ là mình phải đánh hết sức hết lực như vậy á, mới đúng là võ. Đúng rồi, tinh thần thượng võ. Tuyết ơi. Tôi có bất ngờ dành cho Tuyết á, nhưng mà... Bất ngờ hả? Mà Tuyết phải nhắm mắt lại kìa. Nhắm mắt đi. Không có hí mắt nha. Không có liếc nha. Rồi, 2, 3, mở mắt ra. Ấn tượng chưa? Tuyết sao vậy? Tuyết có chết. Có sao không? Bỏ ra, tôi bị dễ không dương không dương. Trần Quang nói đi rồi, tôi thấy sao rồi? Không, Trần xin lỗi thiệt, không có biết là Tuyết dị ứng với cái hoa này, chứ không có cố ý thiệt, cho Trần xin lỗi nha. Không sao, tôi không sao. Trần có cái này gửi tới Tuyết nè. Cái gì nữa vậy? Không, cái này không quá xì đâu. Tuyết coi. Tuyết đồng ý nghe. Giỡn mặt với tôi hả? Kỳ cục. Ê Tuyết, tôi không có giỡn, tôi nói thiệt á. Buông ra. Mày làm gì? Làm gì là làm gì? Tao nhờ mày giúp tao cô Tuyết. Sao mày phá tao? Tao không thích mày quen với Tuyết. Mắc cái gì? Chuyện tình cảm riêng tư của tao mắc gì mày không thích? Chuyện riêng của mày, sao lúc nào mày cũng nhờ tao giúp mày chi? Mày là bạn thân tao mà. Bạn thân đối với mày chỉ có vậy thôi hả? Ý tao không phải vậy, nhưng mà mày nói coi, chuyện tao với Tuyết quen nhau ảnh hưởng gì tới mày? Tại vì tao... À, tao biết rồi. Mày sợ tao có bồ, không chơi với mày nữa đúng không? Tao không ngờ là mày suy nghĩ ích kỷ gì luôn á Kiều. Tao với mày là bạn thân mà, đáng lẽ ra mày phải vui mừng, mày phải giúp đỡ tao nồng nhiệt kìa. Mày biết tao khó khăn lắm mới quen được với Tuyết không? Mà bây giờ mày làm như vậy đó, mày có bị điên không? Tao điên á. Tao điên nên tao mới thích mày á. Cái đồ vô tâm. Mày nói gì? Tao... Mày bị điên rồi. Ba
bạn ơi, có người kiếm bạn dưới đây nè. Dưới đây nè. Nãy Tuyết ăn no không? No, lần đầu tiên Tuyết ăn nhiều sushi tới vậy luôn á. Xạo quá, ăn no mà bụng xẹp lép gì trơn, nhìn bụng tôi mới gọi là tính ra cũng ngang ngửa hả? Mốt mình thật nhỏ, tôi có cái... Tuyết nghe điện thoại xíu nha. Ok. Alo, tao nghe. Tao biết rồi. Vậy thôi nha. Tuyết có chuyện gì buồn hả? Không, cô không có gì đâu. Để đây với mình. Ai... Trần la lên vậy? Ủa? Tuyết không có cảm giác gì là muốn la à? Trần. Hả? Tiếc nói là hay là mình đi về đi, bây giờ cũng trễ rồi. Tiếc cũng về để Trần đưa về. Xe mày sao vậy? Kệ tao. Ê, giờ kiếm chỗ gửi xe đi rồi tao đưa mày về. Chứ mày gái đi mình sao được mà kệ. Tao tự lo được. Kêu, kêu. Ủa, xe kia bị sao vậy? Kêu không biết nữa. Tự nhiên đề không có lên, mà sẵn thì còn. Hay là Kiều để xe nhà bạn của Giang đi. Cũng ở gần đây thôi nè. Rồi Giang đưa Kiều về ha. Vậy cảm ơn Giang nha. Sao? Thôi, lên xe tôi đi, để tôi dắt giùm cho. Thôi, nếu mà gần thì thôi, mình để xe chung đi. Ok, được rồi. Quán này hả, Trần ăn sốt luôn, ngon lắm. Gì hả? Vậy gì mới ủ tiếc đó. Ăn gì? Trần biết quán này có cái gì ngon kêu cho Tuyết cũng được. Vậy ha. Cô cho con 2 tô đặc biệt, 1 tô không hành nữa cô. Chút nữa ăn xong á, Tuyết có muốn đi coi phim không? Tới. Cảm ơn. Không ngờ là Trần biết Tuyết không ăn hành luôn. Trần đúng là tinh tế ghê luôn á. Tôi lúc nào mà không tinh tế. Tiếng ăn đi. Tôi chán mày ghê luôn á. Có nhiều đó mà cứ quên dặn người ta hoài. Rồi giờ bắt tao vớt. Thiệt tình. Nè nha, mai mốt á,
Mày đi vô quán mà mày làm ơn mày nhớ cái câu thần chú: cô ơi cho hai tô đặc biệt một tô không hành, biết chưa? Trần. Trần. Hả? Gì? Đổ muỗng nè. Quên, ăn phải có đổ muỗng chứ. Trần có sao không? Sao không né? Bình thường né mà. Đi vô nhà nha. Bye bye. Tuyết. Trần. Trần có chuyện muốn nói với Tuyết. Trần cứ nói đi. Tuyết là một cô gái rất là tốt, rất là dễ thương. Trần cũng thật sự rất là thích Tuyết. Nhưng mà hiện giờ Trần cảm thấy bản thân mình nó... Trong lòng Trần có người khác đúng không? Thực ra là mấy bữa nay đi chung với Trần, Tuyết cũng cảm thấy là Trần luôn nghĩ về một người nào đó. Không biết người đó là ai mà có vẻ rất là quan trọng với Trần. Trần xin lỗi Tuyết. Tuyết đừng có buồn Trần nha. Nói không buồn thì là nói xạo rồi. Mà Tuyết vẫn mong là Trần thẳng thắn với tình cảm của mình. Cũng không cần phải ngại gì Tuyết đâu. Vậy nha, Tuyết vô nhà trước. Nè, trà sữa ít đường không béo của mày nè. Mày hẹn tao ra đây có gì không? Thì chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Chuyện gì? Tao xin lỗi. Nhiều khi tao thấy tao tệ với mày quá. Đúng rồi đó. Mày tệ lắm lắm luôn á. Có cần thẳng gì không? Mày dạo này sao rồi? Tao bình thường, vui vẻ. Tao tham gia nhiều câu lạc bộ, quen biết nhiều bạn bè, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Có người thích mày đúng không? Rồi sao? Mày có thích lại người ta không? Mày hỏi gì liên quan gì tới mày đâu? Thì tao quan tâm tới mày mà. Mày cũng quan tâm tao nữa hả? Mà mày với Tuyết sao rồi? Tao với Tuyết chia tay rồi. Cái gì? Sao lại chia tay? Tại mày á. Ủa? Liên quan gì tới tao? Giờ tao không biết sao, mà tao làm gì tao cũng nhớ, cũng nghĩ về mày hết á. Ý mày là tao ám ảnh mày quá hả? Không phải. Chứ sao? Ý của tao á là... Là cái gì? Hình như tao thích mày hả? Mày mới nói gì vậy? Tao nói là hình như tao thích mày rồi đó. Bữa tao nói tao thích mày, mày chửi tao điên mà. Bữa đó mày nói mày thích tao bất ngờ quá. Tao không biết phải làm cái gì nên tao nói đại như vậy. Mà kể từ ngày hôm đó, tao lúc nào cũng mong được gặp mày.
cảm thấy thứ mày tao khó chịu vô cùng luôn. Tao chỉ muốn gặp mày đến mà mình nói chuyện, mình chơi đùa, mình đi đá banh, làm tất cả mọi chuyện cùng nhau. Rồi những lúc mà những thằng con trai khác tiếp cận mày á, tao nhìn tao khó chịu vô cùng luôn á. Tao không biết phải làm gì hết. Nhưng mà lúc đó thì tao nghĩ là tao thích mày rồi. Mày làm bạn gái tao nha. Sao mà tao làm bạn gái mày được? Sao không được? Mày nhớ cái hồi mà mày hay nói với tao là dù cho là tao không có người yêu hay là bồ gì sau này đi nữa, mày sẽ làm người yêu của tao mà. À, cái ý của tao không phải là nằm trong cái câu nó như vậy, mà là tao... Là tại vì con Tiên nó bỏ mày. Sao mày sợ mai mốt mày không tán được ai nữa? Mày sợ thua cuộc nên mày mới nói với tao như vậy đúng không? Không phải. Nãy giờ tao nói với mày gì đó, tất cả đều là thật hết. Mày thôi đi. Cuối cùng tao cũng chỉ là phương án dự phòng của mày thôi hả? Mày nói cái gì vậy? Tao đâu có nghĩ vậy đâu. Bây giờ tao xin lỗi, nhưng mà không có cách nào để tao tin lời mày nói là thật hết á. Trời ơi, trên cái bàn nó kia cái gì mà... Trời ơi, trời. Tôi vừa sáu vờ vô duyên nên ế. Trời ơi, sáu thiệt. Mày bị điên hả? Mày làm cái gì vậy? Tôi đang thực hiện lời hứa của mình nè. Hứa cái gì mà hứa? Chưa có hết năm mà. Mày có thua cuộc đâu. Tao làm chuyện này để chứng minh cho mày biết là tao không có sợ thua, cũng không sợ người ta cười nói về tao hết á. Tao chỉ muốn cho mày biết là tao thích mày là thật. Anh yêu em. Làm bạn gái anh nha. Rồi, chị có đồng ý không? Nếu như mà các bạn muốn biết câu trả lời thì các bạn hãy hỏi Trần đi. À, cảm ơn Kiên vì buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Từ việc học hành nè cho tới chuyện tình cảm rất là dễ thương của hai bạn luôn. Không biết là Kiều còn gì để chia sẻ với các bạn ở đây không? Nãy giờ thì mình chia sẻ cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ thì chắc là em xin được phép cảm ơn cô, bởi vì cô đã tạo cơ hội cho em có một cái buổi giao lưu rất là thú vị với các bạn ngày hôm nay. Em muốn cảm ơn trường FPT rất là nhiều, bởi vì sau khi vào trường thì em cảm thấy mình đã có rất là nhiều sự thay đổi. Em trưởng thành hơn nè, tự tin hơn và có thể phát triển bản thân nhiều hơn, và đặc biệt là còn có cơ hội được đi du học nước ngoài, cũng như là dẫn đến cái sự thành công của em ngày hôm nay. Và có một điều rất là quan trọng mà chị muốn nói với các bạn, đó là thay vì chúng ta cứ mãi chạy theo tình yêu thì chúng ta hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đầu tư bản thân của mình, phát triển bản thân, thì biết đâu được lúc đó tình yêu lại tự tìm đến các bạn thì sao. Và có một cái câu mà các bạn hay đùa với nhau, đó là vào trường ép auto có bồ là thật đó nha. Wow, một cuộc chia sẻ rất là thú vị nha mọi người. Một lần nữa lại cảm ơn Kiều nha. Dạ. Giúp xin tấm hình nào.